Dạ, con thưa sư, con xin được đọc câu hỏi của hành giả Thái Dương ạ. Kính bạch Đại Đức, con xin đặt câu hỏi. Trong các tôn giáo lớn, người ta hay nói rằng Thượng Đế tạo ra muôn loài. Còn trong đạo Phật, Đức Phật dạy tất cả đều do duyên sinh, lý duyên khởi. Từ vô minh sinh ra hành, từ hành sinh ra thức, từ thức có các danh sắc, từ duyên sắc có sáu xứ, duyên sáu xứ có xúc, duyên xúc có thọ. Duyên thọ có ái, duyên ái có thủ, duyên thủ có hữu, duyên hữu có sanh, duyên sanh có lão, tử sầu bi, khổ ưu lão. Vậy con thưa sư, cho con hỏi cái gì là nhân sinh ra vô minh ạ? Con xin tri ân sư ạ. Nhân sinh ra vô minh thì nó là các cái những cái phiền não, những cái nậu hoặc ấy. Nó là nhân sinh ra vô minh, những cái tà kiến ấy, thì nó cũng, tức là nếu mà nói về nhân sinh ra vô minh ấy, thức ăn của vô minh ấy, thì nó cũng có rất là nhiều, như là một cái người nào mà sống mà mình phóng dật thì nó cũng sẽ sinh ra vô minh. Thế là cái người đấy năng xăng phóng dật thì nó cũng sinh ra cái vô minh đó. Thì cái vô minh thì với những cái tham ái hay là những cái tà kiến thì nó cũng như nhau, là có những cái tưởng sai lầm thì đó là vô minh. Cái vị đó có những cái điên đảo tưởng, như là cái vô thường thì cho là thường, cái thường thì cho cái gì mà nó vô thường nhưng vị đó không nhận biết được cho nó là vô thường, tức là một cái người mà không có trí tuệ thì nó sẽ là cái nhân sinh là vô minh. Còn cái người nào mà có cái trí tuệ thì cái người đấy sẽ đoạn trừ được vô minh. Nhưng như là cái nhân gì mà nó sinh ra bóng tối, như là một cái người mà vô minh thì được ví như bóng tối. Thì bây giờ mình muốn hiểu tại sao nó sinh ra bóng tối thì là tại vì nó không có ánh sáng cho nên nó sinh ra bóng tối. Vậy thì tại vì không có trí tuệ cho nên là nó mới có vô minh. Vậy thì khi nào mà có vô minh thì sẽ không có trí tuệ. Vậy thì muốn hết được vô minh thì cái người đấy phải phát sinh ra được cái trí tuệ, thì cái người đấy sẽ hết vô minh. Còn nếu như mình mà đi ngược lại, đó là mình không có nghe pháp, không có học pháp, không có hành pháp thì mình sẽ sinh ra những cái vô minh. Nên thì tất cả những cái phiền não đều làm nhân cho vô minh. Nếu như là mình cứ khởi lên bất cứ một cái phiền não gì, mình cứ phi như nị, mình cứ hiểu sai một cái gì, vì mình không có trí tuệ cho nên mình có những cái tà kiến, có cái sự hiểu sai, thấy các pháp hữu vi là thường, là ngã tịnh, cho nên là nó sinh ra vô minh. Còn nếu như mình có trí tuệ, mình hiểu đúng, mình thấy nó là vô thường, là khổ, là vô ngã, là bất tịnh, thấy những cái pháp nó như thật như vậy thì lúc đấy thì hết vô minh. Còn nếu như mình còn thấy sai các pháp thì nó sẽ sinh ra vô minh. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả. Huy ạ. Dạ, con thưa sư, có câu chuyện. Một người từng là học sinh giỏi, được thầy cô và gia đình kỳ vọng lớn, nhưng tự đưa mình vào những bi kịch sau những năm không hài lòng với công việc. Đó là anh Diêu Viễn, thủ khoa Học viện Công nghệ Bắc Kinh, phải đi dặn nhặt rác tiều tụy, hay như anh Thường Học Phúc, thủ khoa Đại học Trung Quốc, sau 26 năm xuất hiện trong bộ dạng thảm thương, ăn mặc lôi thôi, đi ăn xin. Như bản thân con lúc nhỏ cũng đi nhặt ve chai, học thì dốt, lớn lên thì lâm cảnh chán đời. Bây giờ đi chùa hành thiền thì hiểu hơn về tâm mình. Nhưng cho con hỏi, các câu chuyện trên có phải do nghiệp đã vận hành hay là do trong hiện tại họ đã để cho tâm sân bộc phát? Con có nghe ngài Ujjotika nói, khi tích tụ những điều bất mãn không vừa ý này, gọi là sân tàn dư, thì mỗi khi có một sự việc gì đó xảy ra,
cái kho sân hận tiềm tàng còn ẩn giấu này được nhân lên, và con cần điều kiện gì để từ thất bại có thể thành công trong công việc học tập như các anh ấy ạ? Con xin tri ân sư ạ. Một cái sự thất bại hay một cái sự thành công nào đó nó đều có hai nguyên nhân, một nguyên nhân ở cả quá khứ mà một nguyên nhân ở hiện tại. Ví dụ như một cái người mà thành công, ví dụ như một cái người đấy thành công trên cái đường học thì nó cũng có những cái nhân ở quá khứ, là cái người đấy cũng là một cái người có gieo cái nhân thuận duyên trên cái con đường học tập đấy, và nó có cái nhân hiện tại là vì đó nỗ lực tinh tấn hoặc là thân cận được những cái người bạn tốt đã hỗ trợ, đã động viên thách tấn khích lệ cho vị đó nên vị đó thuận duyên trong cái đường học đó. Nhưng mà cái đường về sự nghiệp sau này có thể vì đó không thành công, nó cũng có hai nguyên nhân, một là nguyên nhân quá khứ và một nguyên nhân hiện tại. Có thể là do cái nguyên nhân quá khứ là vị đấy không có tạo ra những cái phước lành như là hỗ trợ giúp đỡ người khác, hay là cái sự chống phá cái sự thành công người khác, hay có cái sự ghen ghét với sự thành công của người khác, hay hay đâm thọc hay chống phá người khác làm cho người ta bị không có thành tựu được cái công danh sự nghiệp, nên bây giờ công danh sự nghiệp của mình cũng gặp cái lao đao bất hạnh. Nhưng cũng có thể là một cái nguyên nhân ở hiện tại, nguyên nhân ở hiện tại có thể là do vị đó thành tựu được cái sự học vấn đó, rồi vị đó tự mãn, vị đó ngã mạn, rồi vị đó được mọi người biết đến, được danh tiếng, và vị đó tự mãn với cái danh tiếng đó, rồi những cái bạn xấu nó đến, nó thân cận và nó rủ rê vị đó đi làm những cái việc bất thiện, đi làm những việc xấu như là nghiện cờ bạc rượu chè, nghiện hút, hay là và vị đó phung phí thời gian vào những cái hưởng thụ những cái dục lạc, những cái lối sống thấp kém hạ nhiệt, thì đấy cũng sẽ là nguyên nhân của hiện tại chứ không phải ở quá khứ. Vậy thì cái sự thành công nó cũng có hai nguyên nhân, một là cái nhân lành ở quá khứ và một cái sự nỗ lực ở hiện tại. Vậy cái thất bại ở hiện tại này nó cũng vậy, nó cũng có một cái nguyên nhân tiềm ẩn ở quá khứ là cái tâm, là cái bất thiện, cái quả, cái nghiệp bất thiện ở quá khứ, nhưng mà nó cũng có một cái nguyên nhân ở hiện tại nữa. Nguyên nhân ở hiện tại là vị đó đã không giữ được mình, không thận trọng, không tránh xa những môi trường xấu, không tránh xa những cái người xấu, không tránh xa những cái việc làm xấu, và vị đó đã thất bại. Vậy thì nó đều có hai nguyên nhân cả. Như vậy, cái sự có những người thành công trước cái thất bại sau, có những cái người thì thất bại trước thì sẽ thành công sau, nếu như mà vị đó lúc nào thức tỉnh ra và có cái sự tu tỉnh thân tâm thì vì đó sẽ có được cái sự thành công. Có những người thành công cả trước lẫn sau, là ngay cả khi thành công nhưng người ta không tự mãn, không phóng dật, không có say sưa hưởng thụ, thì người ta vẫn nỗ lực tinh cần thì người ta lại thành công nữa. Người ta thành công cả trước lẫn sau, nhưng cũng có người thất bại thì cả trước lẫn sau, trước thất bại sau cũng thất bại, trẻ thất bại, trung niên thất bại, già thất bại, thì nó tùy từng người. Nhưng mà cái gì nó cũng có nguyên nhân cả hai, tức là cả cái nhân ở quá khứ và cả những cái nguyên nhân ở hiện tại. Mình không thể đổ hoàn toàn cho quá khứ, mình cũng không nên đổ hoàn toàn cho hiện tại. Đấy, mà cái pháp nhân duyên nó là như thế đó. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Thủy Kim ạ. Dạ, con kính thưa sư, trong tạng kinh Ly Ca Giá có đoạn kinh nào Đức Phật thuyết về kinh Pháp Hoa không ạ? Con xin sư chia sẻ cho con cùng quý đạo hữu đợi biết ạ. Con kính tri ân sư ạ. Trong kinh Ly Ca Giá không có kinh Pháp Hoa nha, không có cái, không có những một cái tư tưởng nào của kinh Pháp Hoa, không có một cái pháp nào mà nó tương đồng với kinh Pháp Hoa. Nên có thể nói rằng kinh Pháp Hoa là kinh phát triển về sau này, không liên quan gì đến những cái kinh Nikaya hết. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Hạnh Tuệ ạ. Con xin đảnh lễ sư ạ. Bạch sư, xin sư cho con hỏi. Có một vị nói rằng, những lúc chúng ta thấy cảnh này cảnh kia quen quen, cảm giác như chúng ta đã gặp ở đâu đó rồi,
đó là do chúng ta đã trải qua cảnh đó ở vô số kiếp luân hồi trong quá khứ. Điều này đúng hay sai? Cũng có thể đúng nhá. Có thể đúng thì thực ra thì trong luân hồi vô số kiếp chẳng có cái nơi nào là cái nơi mình chưa từng đặt chân đến. Chẳng có cái cảnh nào mà mình chưa từng trải qua. Chẳng có một cái xứ sở nào mà mình chưa từng biết đến cả. Mình còn biết nhiều hơn thế nữa. Còn biết cả thế giới này, thế giới khác. Cõi này đến cõi kia. Cõi nào mà đã chả từng trải qua rồi. Cho nên chẳng có cái nơi nào là cái nơi xa lạ hết. Nơi nào cũng là quen thuộc hết. Nhưng mà chỉ có cái là những cái nơi nào mà nó gần, rất một cái kiếp rất gần đây. Ví dụ như cách một kiếp hay hai kiếp trước mình đã từng sinh sống ở nơi đấy. Thì bây giờ cái ấn tượng đấy nó sâu hơn, nó mạnh hơn. Cho nên nếu như mình có đi đến cái nơi đấy thì mình sẽ có một cái cảm giác như là nó thân quen hơn. Giống như là mình gặp một cái người nào đó mà đã từng là cái người thân của mình ở trong quá khứ. Thì tự nhiên mình cảm thấy rất là thân với người đó. Mình cảm thấy nó rất là gần gũi, rất là thân thuộc với người đó. Mình cảm thấy rất là có cái sự hoan hỷ với cái người đó. Thì nó cũng, thì cái điều đó là chuyện bình thường. Có thể có, không phải là không. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi thứ hai của hành giả Hạnh Tuệ ạ. Xin sư từ bi chia sẻ cho chúng con biết hạnh nguyện của sư trên con đường tu đạo ạ. Cái câu hỏi này nó riêng tư quá. Lúc nào gặp trực tiếp sư hỏi thì tốt hơn. Dạ, thưa sư, con xin đọc tiếp câu hỏi của hành giả Hạnh Tuệ ạ. Nhân duyên nào khiến sư chọn xuất gia theo Phật giáo Nguyên Thủy ạ? Nhân duyên thì theo Phật giáo Nguyên Thủy thì thực ra thì cái Phật chỉ nói là xuất gia theo pháp của Phật thôi, chứ sư không có cái khái niệm là Nguyên Thủy hay là không phải Nguyên Thủy. Nguyên Thủy thì mình đâu có quay về cái thời Phật còn tại thế được đâu mà Nguyên Thủy. Bây giờ mình đang sống ở cái thời đại hiện tại này. Thời đại hiện tại này còn giáo pháp của Phật thì mình thực hành theo giáo pháp của Phật. Mà theo giáo pháp của Phật, nhưng mà pháp của Phật thì cũng có, mình cảm thấy nó phù hợp với pháp nào thì mình thực hành theo pháp đó. Thuận duyên với pháp học thì mình pháp học pháp, thuận duyên với pháp hành thì mình hành pháp. Mình thấy cái pháp nào nó đúng với pháp của Phật dạy thì mình thực hành theo pháp đấy. Mình thấy cái pháp nào nó không đúng với pháp của Phật thì mình sẽ không thực hành theo pháp đấy. Thì cái này nó là nhân duyên như vậy thôi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo của hành giả Hạnh Tuệ ạ. Tại sao khi đắc một trong tứ thánh quả lại không thể thành Phật ạ? Con xin tri ân sư và ban tổ chức ạ. Một vị mà đắc một trong bốn thánh quả thì vị ấy không thể thành Phật. Vị ấy đã trở thành một cái vị thanh văn giác, không phải là toàn giác trí. Một vị muốn toàn giác trí thì vị ấy phải hành Bồ Tát đã. Khi mà sung mãn các cái pháp ba la mật rồi thì vị ấy được thọ ký và để trở thành một vị Phật tánh đẳng giác thì vị ấy phải thực hành Bồ Tát đạo như thế. Còn một vị mà đã đắc được sơ quả rồi thì vị ấy muốn hành Bồ Tát đạo để trở thành Phật trong tương lai, vị đó không thể hành được nữa, bởi vì vị ấy đã đoạn trừ mất đã đoạn trừ những cái nhân ở trong sinh tử, tức là đã đoạn trừ thân kiến hoài nghi giới cấm thủ rồi, đã đoạn trừ một phần phiền não rồi. Thì cái gốc rễ của cái phiền não nó đã đoạn trừ rồi thì nó chỉ có dần dần nó chết đi, giống như một cái cây mình đã cắt cái rễ của nó đi rồi, cắt cái rễ cái của nó đi rồi, nó cứ từ từ nó chết đi chứ nó không thể nào mà sinh sôi được nữa. Như vậy cái nhân của cái luân hồi sinh tử ấy là cái tham ái vô minh, tham ái chấp thủ mà mình đã cắt đi rồi, thì vị đấy không còn trải qua ở trong sinh tử nhiều đời nhiều kiếp để thực hành Bồ Tát đạo được nữa. Cho nên là vị ấy sẽ đi đến Niết Bàn trong một cái thời gian ngắn, nhiều nhất là 7 kiếp hoặc là trong 1-2 kiếp là vị ấy sẽ đi đến Niết Bàn thôi. Vì vị ấy không còn ở trong sinh tử để thực hành Bồ Tát đạo được nữa, cho nên vị ấy không thể thành Phật được. Nên là một vị đã chứng được một trong tứ thánh đạo, thánh quả rồi thì vị ấy là một vị thanh văn giác, mà vị ấy sẽ đi đến Niết Bàn chứ không thể nào thành Phật tánh năng giác được.
Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Minh Tuệ ạ. Dạ, con kính bạch sư, xin sư hoan hỷ cho con hỏi. Phước báu của việc lan tỏa việc thiện như là kêu gọi người thân và bạn bè, cúng dường bố thí có được không ạ? Nếu mình làm việc phước gì đó mà mình đi kêu gọi người khác thì cái việc phước của mình nó sẽ rất là thù thắng, và điều đó là tốt. Miễn làm sao trong cái việc mình đi kêu gọi những người khác cùng làm việc phước ấy, nó không tạo ra những cái mâu thuẫn, không tạo ra những cái mất lòng, không tạo ra những cái phiền não với nhau, là mình không được áp đặt, không ép buộc người khác, mà có cái sự đồng tâm hoan hỷ với nhau thì tốt. Nên Đức Phật thường nói những người nào bố thí hay làm những cái việc phước mà mình biết lôi kéo những người khác thì sau này cái người đấy sẽ có rất nhiều những cái thân bằng quyến thuộc, sẽ có rất là nhiều những cái bạn là bè thân thiết với nhau. Như là vua trời đấy thích có 33 vị người bạn cùng làm đó, sau này đều làm những cái, vì vua trời đấy thích trở thành một vị vua, còn những cái vị người bạn ấy trở thành những vị phó vương. Thì cái người mà hay lôi kéo những người khác làm việc phước cũng thế, sau này cái người đấy sẽ có rất là nhiều những cái bạn bè thân thiết ở khắp mọi nơi, những bậc thiện hữu tri thức sẽ có ở khắp mọi nơi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo của hành giả Minh Tuệ ạ. Mình gieo nhân lành như bố thí ở đời này thì quả mình có nhận ngay ở đời hiện tại không ạ? Có nhận ngay ở thời hiện tại thì khi mà mình làm bất cứ một cái việc phước gì đấy thì nó sẽ trong một cái tác ý, một cái tâm thiện nó khởi lên, nó có 7 cái tốc hành tâm. Thì cái tốc hành tâm thứ nhất là nó sẽ cho quả ngay ở trong hiện tại nếu đủ duyên. Tự như cái quả của cái việc bố thí ngay ở trong hiện tại này thì vị đấy sẽ được mọi người yêu quý, mọi người hoan hỷ, mọi người đón chào. Vị ấy có cái sự tự tin khi đứng trước hội chúng, không rụt rè, không sợ hãi. Khi mạng chung thì vị ấy không tán loạn. Sau khi mạng chung được sinh về cõi này thì đấy là những cái quả báo nó sẽ có ngay ở trong hiện tại. Thì tất cả những cái thiện nghiệp khác vậy, nó đều cho một cái một phần cái quả báo ở hiện tại, nhưng mà cái quả báo thù thắng hơn thì nó sẽ cho ở tương lai. Còn nó vẫn có một phần, cái phước này nó vẫn trụ ở trong hiện tại một phần, chứ không phải không có. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo của hành giả Minh Tuệ ạ. Dạ, con thưa sư, có cách nào để cuộc sống hiện tại trở nên thuận duyên hơn và may mắn hơn không ạ? Vì con thấy làm phước mà đợi nhiều đời nhiều kiếp sau mới trổ. Con hơi lản và thối thất niềm tin. Con mong sư hoan hỷ giải đáp thắc mắc giúp con ạ. Có cái pháp mà nó sẽ mang lại cái an lạc ở trong hiện tại này, thì đó là cái pháp gọi là mà biết đủ, sống biết đủ ấy. Biết đủ là tiền tối thượng ấy. Không bệnh nợ tối thượng ấy. Biết đủ là tiền, là cái tài sản tối thượng ấy. Thành tín đối với nhau là bà con tối thượng, niết bàn là tối thượng. Thì mình sống chi túc ấy. Khi nào mình sống mình hài lòng với những gì mình đang có thì lúc đấy mình có an lạc ngay tức thì, ngay trong hiện tại này. Hay là có những cái pháp hiện tại lạc trú, đó là thực hành thiền, nhận biết hơi thở vào ra, có thể sẽ có được cái sự hạnh phúc, có được cái sự an vui ngay trong hiện tại. Hay là thực hành giới định tuệ, đều là những cái pháp đem lại cái sự hạnh phúc ngay trong hiện tại tức thì. Tức là mình còn đuổi theo những cái ngũ dục thì không bao giờ mình đạt được cái hạnh phúc. Mình nếu như mình đề ra rằng hạnh phúc của mình là hưởng dục thì giống như là một cái người khát uống nước mặn, càng uống càng khát, không bao giờ thỏa mãn được. Nhưng nếu như mà mình xác định cho mình một cái cuộc sống ly dục thì mình sẽ có hạnh phúc ngay tức thì. Tức là từ bỏ dục, quay lưng với dục, coi những cái dục vọng, sắc tài, danh vọng, địa vị, tài sản, vật chất, tình cảm, yêu ghét thế gian ấy, nó như là cái cục đờm xỉ ra, không thèm nhòm ngó đến nữa, không bận tâm đến nó,
Coi nó như rác rưởi thì lúc đấy mình sẽ có được hạnh phúc ngay, sống chi túc thì sẽ có hạnh phúc ngay trong hiện tại. Còn nếu mình còn tham vọng, nghĩ rằng ta phải có danh, ta phải có tài sản, ta phải có chức quyền, ta phải có địa vị, ta phải có cái này có cái kia, thì không bao giờ có, thì không bao giờ mình thỏa mãn. Kể cả mình có gieo duyên, mình có tạo phước rồi để mình cầu những cái điều đó, thì khi được rồi mình vẫn không thỏa mãn. Thì khi nào mình không mong cầu nó nữa thì mình mới hết khổ, còn mong cầu nó thì còn khổ. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Hòa Nguyễn ạ. Thưa sư, xin sư cho con hỏi. Khi đặt tâm ở cửa mũi thì mình chỉ chú tâm để cảm nhận sự xúc chạm giữa hơi thở và cánh mũi, hay cần tưởng tượng thành hình ảnh về sự xúc chạm ấy thân lứa ạ? Ví dụ như đề mục Kasina trắng thì con sẽ tưởng tượng ra hình ảnh tròn màu trắng trong tâm trí và chú vào hình ảnh đó và niệm trắng. Còn với hơi thở thì con nên làm thế nào ạ? Hơi thở thì mình sẽ nhận biết nó qua cái sự xúc chạm, qua cái sự xúc chạm, tức là cái hơi thở nó giống như là một cái làn gió mát mát ấy, nó chạm vào cái da ở trước cửa mũi ấy. Chứ mình không nhận biết nó qua màu sắc, vì hơi thở nó không có màu sắc, nó không có hình dáng gì hết, thì mình phải nhận biết hơi thở qua cái sự đụng chạm, qua cái vậy, cho nên mới gọi là cái điểm xúc chạm trước cửa mũi là vậy. Mình hướng tâm lên đấy, rồi mình thấy cái hơi thở ở đấy, rồi mình cảm nhận được cái luồng hơi thở thông qua cái xúc giác. Còn các cái ca xê ná thì nó có hình tướng, có màu sắc, thì mình mới để tâm vào cái màu sắc của nó. Cái đề mục hơi thở nó khác, nó là phải quan sát cái xúc chạm là về. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo của hành giả Hòa Nguyễn ạ. Con mới biết trong phân tích đạo, Ngài Xá Lợi Phất có nêu lên các chướng ngại của việc hành thiền, trong đó có việc theo dõi sự xúc chạm của cơ thể và hơi thở sẽ làm định bị ô nhiễm. Do đó, mình chỉ quan sát một điểm giữa mũi và môi trên, bên ngoài cơ thể. Như vậy là đúng hay sai thưa sư? Và nếu quan sát điểm duy nhất đó, thì điểm đó có hình tướng như thế nào ạ? Con mong sư hoan hỷ giải đáp cho con cảm ơn sư ạ. Mình không quan tâm đến hình tướng của nó, mà mình chỉ quan tâm đến cái vị trí, đến cái điểm của nó thôi. Mình đừng quan tâm đến những cái cảm giác ở trên người, ở các cái vị trí khác, mà chỉ có để ý đến cái sự xúc chạm mà ở ngay trước cửa mũi, ở môi trên, ở hai bên cánh mũi và ở trên chóp mũi. Thì cái điểm xúc chạm ấy nó không không có hình tướng, nên mình không được để tâm đến hình tướng của nó, mà chỉ để tâm đến cái cảm nhận, nó cảm giác đó là cái sự xúc chạm vào cái da, gió, cái luồng gió của hơi thở với cái da xúc chạm với nhau. Nhưng khi nó xuất hiện quang tướng, xuất hiện nimitta, tự tướng, học tướng, hay trở thành tự tướng ấy, thì lúc ấy nó sẽ có hình sắc, lúc ấy nó tạo ra cái sắc do tâm sinh. Thì lúc đấy mình lại đi quan sát cái tự tướng đó, cái hình sắc đó, cái sắc tướng đó được. Chứ còn lúc đầu thì nó không có hình tướng gì cả, nó chỉ là cái hơi thở không có hình dáng, không có màu sắc, mà nó chỉ có cái sự xúc giác thôi. Thì mình phải lúc quan sát hơi thở thì chỉ quan sát cái sự xúc giác, xúc chạm đấy thôi, chứ không quan sát đến hình tượng. Sau này nó xuất hiện quang tướng rồi thì mình mới quan sát cái quang tướng đấy sau. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Mãn Minh ạ. Dạ, kính bạch sư, xin sư cho con hỏi. Một lần làm phước sẽ có phước, và con đem phước đó hồi hướng đến chúng sinh. Vậy phần phước đó sau khi đem đi hồi hướng có còn được tái sử dụng để con đem đi hồi hướng tiếp tục ở những đợt sau không ạ? Con xin cảm ơn sư ạ. Nó cũng được, nhưng mà cái sự hồi hướng ấy, ngay trong cái lúc đấy thì nó cũng có một cái mặt lợi ích ở trong cái hiện tại đấy. Ví dụ như cái hồi hướng cho một cái người khác, ví dụ như người đó là những ngã quỷ, những thân bằng quyến thuộc của mình chẳng hạn, thì người ta hoan hỷ ngay ở trong cái lúc đấy, thì cái sự hoan hỷ đó nó mạnh hơn. Còn sau đó mình lấy cái phước đó, mình vẫn đi hồi hướng cho những người khác, vẫn được, chứ không phải không được nhé, nó vẫn được. Lúc đấy ví dụ như là có những người ta có thể nói là tất cả những cái phước thiện mà tôi đã làm từ nhiều đời, nhiều kiếp, hay là trong cái kiếp này,
có những cái phước thiện gì tôi xin hồi hướng cho tất cả các vị. Thì cái điều đó là vẫn được, có cả những cái phước đã làm từ lâu, có những cái phước mới làm thì đều có thể hồi hướng được. Vậy thì cái điều đó vẫn được phép nhé, vẫn được phép hồi hướng, chứ không phải là không có. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Hạnh Tuệ. Con xin đảnh lễ sư ạ. Bạch sư, con xin hỏi, diệt thọ tưởng định là gì ạ? Định đó khác gì với những định khác ạ? Và nó có phải là định siêu thế không ạ? Diệt thọ tưởng định thì ở đây là muốn nói đến thọ với tưởng là có ở trong các cái tầng thiền như sơ thiền nó có thọ, hỷ thọ, nhị thiền nó cũng có hỷ thọ và nó cũng có tưởng, là chính là cái đề mục ấy. Ví dụ mình tưởng đến cái quang tướng của hơi thở hay là của các can di ná thì đấy là nó có thọ có tưởng. Thì ở sơ thiền có thọ có tưởng, nhị thiền có thọ có tưởng, tam thiền có thọ có tưởng, thọ nạc và cái tưởng là cái quang tướng đó, tứ thiền thọ xả quang tướng, và các tầng thiền vô sắc nó đều có thọ và đều có tưởng. Thì tức là nó có những cái tâm hành nó khởi lên cùng với cái thọ với cái tưởng đấy. Vậy tất cả các cái tầng thiền từ sơ thiền cho đến tứ thiền cho đến phi tưởng phi tưởng xứ thì nó có khởi lên các cái tâm và tâm sở, có khởi lên các tâm tâm sở có, cho nên được gọi là có thọ có tưởng và có các tâm hành khác đồng sanh với cái thọ tưởng đó. Có sơ thiền có 34 tâm đấy, nhị thiền 32 tâm, tam thiền và tứ thiền 31 tâm, các tầng thiền khác nó đều có những cái tâm hành nó sinh lên như thế. Còn diệt thọ tưởng định thì ở cái tầng thiền đó nó không còn thọ, không còn tưởng, không có tâm, không có tâm sở nào sinh lên. Đấy là khác ở các cái tầng thiền chứng khác là như thế, không có một cái tâm nào nó sinh lên, không có thọ hỷ, không có thọ lạc, cũng không có thọ giả như ở tứ thiền. Tức là lúc đấy không hề có một cái cảm giác gì, cho nên là cái người mà nhập vào diệt thọ tưởng định ấy, và mà một người khác có thể mang lửa đến đốt người đấy không biết đau, nó có cảm thọ gì đâu. Nhưng mà nếu một cái người mà nhập vào sơ thiền tứ thiền hay là diệt thọ tưởng định, mình mà đến đúng mà họ họ vẫn có cảm nhận được, vì nó vẫn còn thọ mà, nó vẫn cảm thọ được cái khổ cái nạn. Nên là đụng vào những cái người mà ở các cái nhập vào các tầng thiền này thì người ta vẫn cảm nhận vẫn biết, nhưng đối với người mà nhập vào thiền diệt diệt thọ tưởng định thì người ta không biết gì hết. Cho nên là có những cái vị nhập vào thiền diệt ngồi dưới gốc cây không có hơi thở vào ra, mà những người dân người ta tưởng là vị đó đã nhập niết bàn đã chết rồi, người ta chất củi và người ta đốt cho củi ấy, cháy hết một ngày và đến đêm hôm đấy củi tàn, vị đó xuất định, vị đó đi ra, vị đó vẫn sống bình thường không chết, thậm chí y áo trên người không cháy. Nên có những vị ngồi thiền ở trong nhà mà bị cháy nhà và mọi người cứ tưởng là vị đấy sẽ chết cháy, nhưng mà vị đó nhập vào thiền diệt, vị đó không bị cháy gì hết. Đấy là cái thiền diệt như thế, nó không còn tâm, nó không còn cái cảm thọ gì hết là như thế. Thì đấy là nó khác ở cái các cái thiền khác là như vậy. Và cái thiền diệt thọ tưởng định đấy thì chỉ có bậc thánh Bất Lai với bậc thánh A-la-hán mới nhập vào cái thiền đấy được, chứ một cái người bình thường thì không không một cái vị thánh sơ quả nhị quả và những người phàm phu không thể nhập cái thiền đấy được. Thì cái thiền đấy nếu như mà thì gọi là thiền diệt thọ tưởng định là người ta hiểu rồi. Nếu như bây giờ mà gọi thiền đấy là thiền siêu thế thì có thể người ta sẽ ngộ nhận vào những cái tầng thiền siêu thế của các bậc mà nhập vào thánh quả. Ví dụ như bậc sơ quả cũng có thiền siêu thế, một bậc dự niu có thiền siêu thế của cái vị dự niu, vị nhị quả có tiền siêu thế của vị nhị quả, tam quả có tiền siêu thế, tứ quả có tiền siêu thế. Còn vị diệt thọ tưởng định này thì chỉ có vị A-la-hán mà thực hành có tứ thiền bát định thì ấy vượt qua phi tưởng phi tưởng xứ, vị đó mới nhập được. Nếu như một vị A-la-hán không thuần thục tứ thiền bát định, tức là vị đó không thực hành các ca-si-na các cái tầng thiền chứng, thì vị đó cũng không nhập được cái thiền này. Vì vậy cho nên là cái thiền diệt thọ tưởng định đấy cũng không gọi là thiền siêu thế, cũng không gọi là thiền hiệp thế, mà là thiền diệt thọ tưởng định để không bị lẫn vào cái hiệp thế hay siêu thế. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo của hành giả Hạnh Tuệ ạ. Bạch sư, con xin hỏi, giới định tuệ
có các tầng giống như tầng thiền không ạ? Giới thì có những cái mức độ giữ giới ở bậc thường, bậc trung, bậc thượng khác nhau. Thì tùy theo cái mức độ của cái người đó giữ giới, nhưng nó không có những cái mức độ thành tựu và chứng đắc như các tầng thiền. Còn thiền định đó, định thì là mới là phân ra các tầng thiền. Định thì mới có tứ thiền, bát định, định nhập thế, định siêu thế. Đấy thì cái pháp về thiền định đấy có cái sự tu chứng về các tầng thiền mới phân ra các tầng thiền đó. Và sự chứng đắc về đạo quả mới sinh ra các cái tầng đạo quả thấp cao. Còn tuệ thì nếu như mà một cái người mà phân tích ra thì cũng có những cái mức tuệ thấp cao. Từ tuệ phân thì cũng có thể, nếu như mà theo như phân chia, theo như cái sự phân tích thì có 16 cái mức, cái tầng về thiền tuệ, thì tuệ cũng có thể chia ra thành tầng bậc. Và định thì có các cái tầng thiền một cách rõ ràng, nhập vào cái tầng thiền nào ra tầng thiền đấy. Còn giới thì không không có những cái mức, không có cái sự chứng đắc các cái tầng như vậy. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo của hành giả Hạnh Tuệ ạ. Bạch sư, con xin hỏi, con đọc trong quyển sổ tay thực hành thiền định của sư có dạy là khi một vị đắc sơ thiền thì có thể xuất hay nhập định bao lâu tùy ý. Vậy khi nhập định mà chẳng may vị đó bị chết vì nghiệp hoặc vì lý do gì đó, vị đó sẽ tái sinh về đâu ạ? Nếu như vị đó mà trú ở trong cái tầng thiền đó đến cái lúc mệnh chung, thì cái tầng thiền đấy sẽ là cận tử nghiệp. Thì cái vị đấy nếu như ở sơ thiền thì vị đó sẽ sinh về một trong ba cõi sơ thiền: Phạm Chúng Thiên, Phạm Phụ Thiên và Đại Phạm Thiên. Tùy theo cái mức độ thâm sâu của cái tầng thiền đó, vị đó sinh về cái cõi đấy. Nếu như vị đó trú vào nhị thiền và vị đó chết khi vị đó đang trú thiền đấy, thì cái nhị thiền đấy là cận tử nghiệp. Và vị đó sẽ sinh về một trong ba cõi của Tiểu Quang Thiên, Vô Lượng Quang Thiên, Quang Âm Thiên. Như vậy vị đó trú ở Tam Thiền thì vị đó sẽ sinh về Tiểu Tịnh Thiên, Vô Lượng Tịnh Thiên, Biến Tịnh Thiên. Tứ Thiền thì vị đó sinh về Quảng Quả Thiên, Vô Tưởng Thiên. Còn các tầng thiền vô sắc cũng thế. Vậy thì trú ở trong tầng thiền, chết trong tầng thiền đó thì chắc chắn sẽ sinh về các cõi Phạm Thiên. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo của hành giả Hạnh Tuệ ạ. Bạch sư, con xin hỏi, định siêu thế và định hiệp thế khác nhau ở đâu ạ? Định siêu thế là cái định mà vị đó chứng đắc được các cái thánh đạo, thánh quả, các cái đạo quả. Còn định hiệp thế là cái định do vị đó thực hành chứng đắc được những cái tầng thiền định, các cái pháp thiền định thông thường này. Thì nó khác nhau ở cái đối tượng, và nó khác nhau ở cả những cái sự an trú ở trong thiền. Ví dụ như một người mà chứng vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền của các cái tầng thiền chứng như thiền hơi thở hay các can si ná, thì đấy được gọi là định nghiệp thế. Thì lúc mà vị đó trang trú ở trong các tầng thiền đó thì vị đó đang tạo các cái thiện nghiệp về các cái tầng thiền sắc giới, nó sẽ cho là cái quả sau này vị đó sinh về những cái cõi Phạm Thiên. Nhưng nếu như vị đó mà tu chứng được các cái pháp siêu thế như sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả rồi, thì ở sơ quả vị đấy cũng có thể có sơ quả của sơ thiền, cái tâm siêu thế của sơ thiền hoặc nhị thiền hoặc tam thiền hoặc tứ thiền. Quả cũng vậy, vị đó có thể thành tựu được cái tâm siêu thế đó, cái định siêu thế đó là sơ hoặc nhị hoặc tam hoặc tứ. Nhưng mà vị đó chỉ là một trong bốn tầng thiền đó. Nếu vị đó chứng sơ thiền thì không có nhị tam tứ, hoặc là vị đó là tứ thiền mà vị đó không cần qua sơ nhị tam gì cả. Cái tầng thiền siêu thế là thế. Thì cái thiền siêu thế nó có cái đối tượng khác với thiền hiệp thế. Thiền hiệp thế là có những cái đối tượng là các pháp chế định như là quang tướng của hơi thở hay các ca si ná. Còn tầng thiền hiệu siêu thế thì cái đối tượng đó là cái sự vắng lặng, cái pháp vô vi, tức là cái pháp không có sinh diệt. Cái pháp đó chính là cái niết bàn tịch diệt. Đấy là cái đối tượng, tức là vị đó sẽ trú trên cái trạng thái vô vi, cái trạng thái không có sinh diệt, cái trạng thái tịch tĩnh lặng lẽ của niết bàn. Thì đấy là định siêu thế. Mà khi vị đó trú trong cái tầng thiền siêu thế thì đó là tâm quả, thì hay còn gọi là cái tâm duy tác, tức là lúc đấy vị đó đang trú trên đạo quả. Đạo quả thì nó sẽ không để lại cái nghiệp,
thiện nghiệp ác gì hết. Đấy là chú ở trên cái định siêu thế là nó sẽ khác với ở trên hiệp thế. Ví dụ chú ở sơ thiền, ở hiệp thế thì vị đó đang tạo cái thiện nghiệp của cái tầng thiền đó, nhưng vị đó mà chú ở trên sơ thiền siêu thế thì nó lại không để lại cái thiện nghiệp gì, nó không để lại cái nghiệp để sinh về cõi Phạm Thiên hay một cõi nào hết. Mà vị đó chúng ở cái tầng thiền hiệp thế thì vị đó vẫn có tham ái với tầng thiền đấy, vị đó vẫn có chấp thủ với tầng thiền đấy, cho nên là vị đó vẫn đi tái sinh về cái cõi tương ứng với tầng thiền đó. Nhưng khi mà chú ở tầng thiền siêu thế thì vị đó không có tham ái với cái thiền đó, không có chấp thủ với cái thiền siêu thế đó, cho nên nó không để lại cái nghiệp thiện ác gì, và nó không có cái quả báo là phải tái sinh vào cõi nào hết. Thì nó cơ bản này thì là nó như thế thôi. Thì nhưng còn là điều giải thích thì nó sẽ còn nhiều hơn, nhưng nó không có thời gian. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Tuệ Minh ạ. Dạ, con kính thưa sư, việc cắt clip chia sẻ những bài giảng pháp thoại và vấn đáp Phật Pháp đến nhiều người thì có gọi là chia sẻ Pháp không ạ? Hay phải chính từ miệng mình nói ra thì mới được tính là phước bố thí Pháp ạ? Con cảm ơn sư ạ. Bố thí pháp thì có hai cách như vậy. Một là mình bố thí một cách trực tiếp, hai là bố thí một cách gián tiếp. Như là một cái người in ấn kinh sách để cho người khác thì đấy cũng là bố thí pháp, nhưng mà không phải là trực tiếp mà đấy là bố thí gián tiếp. Hay bây giờ mình chia sẻ những cái clip trên mạng ấy thì cũng là bố thí pháp, nhưng mà đấy là bố thí pháp gián tiếp chứ không phải trực tiếp. Đấy là còn nếu như một người mình có thể giảng pháp cho người khác thì đấy mới là bố thí pháp một cách trực tiếp. Thì bố thí trực tiếp này thì đòi hỏi mình phải có kiến thức về pháp, có kinh nghiệm về pháp để mình chia sẻ. Thì cái sự bố thí pháp một cách trực tiếp này thì đương nhiên là nó sẽ ở cái mức độ cao hơn, khó hơn. Còn cái việc bố thí pháp một cách gián tiếp ấy thì nó sẽ dễ dàng hơn, phổ thông hơn. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Thiện Hạnh. Con bạch sư, con xin sư cho con hỏi, một vị tỳ kheo hay một vị sa di mỗi năm chỉ được nhận 3 bộ y phải không ạ? Và vị sa di mới xuất gia thì có được nhận thêm bộ y nào không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Một vị thì chỉ được phép sử dụng ba y, một vị tỳ kheo thì được phép sử dụng ba y, một y tăng già nê, một y vai trái và một cái hạ y. Thì đấy được gọi là những cái y chính thức của cái vị đó. Vị đó phải nguyện, phải đánh dấu, phải phát nguyện đây là y tăng già nê của tôi, đây là y vai trái, đây là cái hạ y của tôi. Thì vị ấy không được tha nìa cái y mà vị đó đã thọ trì quá một đêm, tức là khi đêm ngủ vị đó luôn luôn phải ở gần cái tấm y đó, ở cái tấm y đó luôn luôn phải ở trong phòng mình hoặc là ở ngay canh bên cạnh mình, chứ không được nìa y cách đêm. Đấy là những y chính. Ngoài ra vị ấy có thể thọ dùng những y phụ, ngoài những y chính đấy ra vị ấy có thể thọ dùng thêm các y phụ khác, mà những y phụ đấy thì trong luật không có giới hạn là bao nhiêu, tùy nhu cầu của từng vị. Có cái vị chi túc thì chỉ dùng mỗi ba y đấy, mà cái người nào mà chỉ dùng mỗi ba cái tấm y ấy thì được gọi là tu hạnh đầu đà. Hạnh đầu đà là chỉ thọ ba y không. Còn với một sa di thì chưa có y tăng già nê thì chỉ có y vai trái với hạ y, mà vị ấy chỉ dùng thì vị đó chi túc thì vị đó chỉ dùng hai cái tấm y đấy thôi, nhưng mà vị đó có thể dùng thêm những y phụ khác cũng được. Còn cái việc nhận y thì không giới hạn. Một vị ấy có, nếu như có thí chủ cúng dường một bộ y, 10 bộ y, đến 100 bộ y, 1.000 bộ y, vị đó cũng có thể nhận được. Nhưng vị đó không được giữ quá 10 đêm, không được giữ quá 10 ngày. Trong đó vị đó phải xả y đi chứ không được giữ quá lâu. Hay là trong cái tháng mà cái nhận được quả báo thọ tha ca thi đá ấy, thì vị đó mới được, không được giữ quá một tháng. Còn bình thường thì vị đó không được giữ quá lâu, tức là vị đó có thể nhận nhưng mà vị đó phải xả, vị đó có thể bỏ vào trong kho để phân phát cho các vị tỳ kheo khác, chứ vị đó không được dùng quá nhiều y. Còn một cái vị nguyên tắc là phải có ba y, là những cái y mà vị đó phải thọ trì, phải giữ gìn, phải luôn luôn mang sát bên mình, đi đâu cũng phải mang theo ba y đấy, như con chim mang theo đôi cánh.
nên vị tỳ kheo phải mang theo y bát của mình, không được san ỉa, không được cách đêm với những cái tấm y đã thọ trì đấy, nên là có cái ý nghĩa là tam y là vậy. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Tuệ Tấn ạ. Con kính thưa sư, xin sư giúp con hiểu rõ hai câu pháp cú của phẩm già. Lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền, như cò già bên ao, ủ rũ, không tôm cá. Câu thứ hai là, lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền, như cây cung bị gãy, thở than những ngày qua. Con có hai cách hiểu như sau. Cách hiểu thứ nhất là lúc trẻ mà không phạm hạnh, không tích lũy tài sản thì lúc về già sẽ khó khăn, khổ sở. Cách hiểu thứ hai là lúc trẻ nếu không làm tốt một trong hai việc tu phạm hạnh hoặc tích lũy tài sản thì về già sẽ khó khăn, khổ sở. Như vậy, Đức Phật khuyên người tại gia nếu tu phạm hạnh thì cũng cần kiếm tiền, hoặc nếu không tu phạm hạnh được thì phải chăm chỉ kiếm tiền. Có phải không ạ? Xin sư chỉ dạy cho con cách hiểu đúng với hai câu này ạ. Con kính tri ân sư ạ. Lúc trẻ không phạm hạnh, ở đây là lúc trẻ không đi xuất gia nhá, phải hiểu cái từ phạm hạnh ấy. Phạm hạnh có nghĩa là sống cái hạnh thanh tịnh ấy. Một là đi xuất gia, hai là sống đời sống gia chủ tại gia. Thì nếu mà đi xuất gia ấy, thì trau dồi về giới định tuệ pháp học pháp hạnh. Còn nếu mà nếu như mà sống ở cái đời sống gia chủ thì phải có nghề nghiệp làm ăn, có thu nhập, tức là phải đi tìm kiếm tài sản của cả. Nếu như là sống tại gia là phải thế. Chứ nếu như mình sống đời gia chủ mà mình không có nghề nghiệp, không có cái sự làm ăn để kiếm sống thì cái mình sẽ thất bại trên cái đường đời đó. Còn nếu như một cái người đi xuất gia mà không thành tựu được phạm hạnh ấy, phạm hạnh ở đây là giới thanh tịnh, tâm thanh tịnh và chứng đắc được đạo quả niết bàn ấy. Đấy, nếu như mà không trau dồi những cái pháp đấy, hay là một cái người đi xuất gia ngay từ trẻ mà mình không trau dồi những cái pháp học pháp hành ấy, như là một cái người không có tài sản, thì sau này mình về già, thứ nhất là mình sẽ không có ai tôn trọng, không có cái sự tức là mình không làm lợi ích được cho ai, thì cũng chẳng ai người ta quan tâm, người ta cũng chẳng ai người ta làm lợi ích cho mình, thì mình sẽ sống bơ vơ, sống rất là bất hạnh. Đấy là với một cái người phạm hạnh mà không lo tu học từ trẻ thì đến khi về già sẽ như thế, sẽ trở thành một cái người nạc nõng, ủ rũ như con cò già, tức là nó không bắt được tôm cá, nó đói bụng ấy. Đấy, thì đến lúc mà cái người tu tập ấy mà không có pháp học, không có pháp hành, không có đạo hạnh, không có trí tuệ, chỉ đến lúc về già là cũng nạc lõng, cô đơn như vậy, bơ vơ như vậy, không ai thèm quan tâm, ốm đau bệnh tật không ai chăm sóc. Đấy là cái người không có đạo hạnh và không tìm kiếm bạc tiền, thì đấy là cái người gia chủ tại gia. Người gia chủ tại gia mà lúc còn trẻ mình không có nghề nghiệp, không có tài sản, thì đến lúc về già mình ốm đau bệnh tật, không có thuốc thang để chữa. Và lúc ấy mình không có tài sản, chẳng có ai người ta thèm thân cận, không có ai chơi với mình nữa, thì lúc đấy mình sẽ sống buồn phiền và khổ sở, bất hạnh, khổ đau. Thì đấy là cái pháp mà Đức Phật dạy như thế. Một là mình ấy đi xuất gia thì cũng phải no trau dồi học pháp hành, hoặc là ở tại gia thì phải no có công ăn, có việc làm, có thu nhập ổn định, để có một chút tài sản tích trữ đến lúc già mà có cái mà nương tựa, không có đến lúc già thì mình không đi làm được nữa mà lại cũng không có cái tài sản gì, đến lúc mình muốn nhất là ốm đau bệnh tật, mình lại không có biết trông cậy vào đâu, thì mình sẽ rất là khổ. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Hoàng A Lợi. Con kính thưa sư, con tu tập thiền cũng được một thời gian nhưng chỉ dừng ở giai đoạn nhìn thấy ánh sáng có các màu sắc, có hỷ lạc trên thân. Con cảm thấy không còn cảm nhận được hơi thở ở điểm xúc chạm, khu vực cửa mũi. Con nên tu tập thế nào để tiến xa hơn ạ? Con xin tri ân công đức của sư ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái lúc đấy thì cái điểm xúc chạm nó không rõ nữa và cũng không cần đi tìm kiếm nó nữa. Và lúc đấy mình nếu như mình đã thấy cái nimitta nó xuất hiện thì cái việc quan sát hơi thở
nó trở nên rất dễ dàng, bởi vì lúc đấy chánh niệm và cái sự tỉnh giác của mình nó đã rất là mạnh rồi, nó đã rất là thuần rồi. Thì cái việc đi tìm kiếm điểm xúc chạm không còn quan trọng nữa. Mình chỉ cần nhắm mắt vào, mình hướng tâm đến hơi thở là mình sẽ nhận biết được hơi thở. Và mình sẽ nhận biết được hơi thở ở trước cửa mũi này, nó rất là nhẹ nhàng, vi tế. Rồi vẫn cứ phải quan sát hơi thở cho đến khi nào cái ánh sáng đấy nó có sẽ duy trì được rất là lâu, như trong 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, nó hòa nhập cùng với hơi thở và nó trở nên tỏa sáng rực rỡ mạnh mẽ. Rồi thì sau này mình thực hành thuần thục như vậy rồi, mình có thể để tâm sang cái tự tướng đó. Đến khi nào mà nó rất là vững chắc, rất là thâm sâu rồi, mình mới được để tâm sang tự tướng nữa. Thì lúc đấy mình không cần quan tâm đến điểm xúc chạm nữa, mình chỉ cần quan sát nó ở ngay trước cửa mũi, trước mặt mình là được rồi. Thì lúc đấy nó sẽ vào được cái mức định sâu hơn. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả không ghi tên ạ. Con kính thưa sư, có một pháp nào giúp ta có thể tăng cường ý chí và nghị lực không ạ? Con cảm ơn sư ạ. Pháp gì? Pháp tăng cường ý chí và nghị lực ạ. Pháp tăng cường ý chí và nghị lực. Pháp mà có thể tăng cường ý chí và nghị lực, đó là pháp niệm về sự chết. Thì có cái pháp niệm về sự chết là nó tăng cường ý chí nhất. Đó là ý chí về sự nhàm chán, ý chí ni tham, ý chí để đoạn diệt những cái tham ái, ý chí đoạn diệt những cái chấp thủ, đoạn diệt những cái vô minh, ý chí muốn mong cầu chứng đắc niết bàn. Ví dụ như là Thái tử Tất Đạt Đa đi dạo chơi thấy người già bệnh chết đấy. Nhưng khi thấy người già thì cái ý chí xuất gia nó chưa mạnh. Thấy người bệnh nó cũng chưa mạnh, nhưng khi thấy người chết thì rất là mạnh. Ý chí xa lì thế tục nó sẽ khởi lên, nó sẽ cảm thấy cuộc đời là vô thường giả tạm. Vậy thì cái pháp để tăng cường đó là cái pháp mình luôn luôn niệm về sự chết. Mạng sống này không chắc chắn, còn cái chết này chắc chắn là sẽ chết. Cứ niệm vậy mà hình dung là cái thân mình giống như cái xác chết ấy. Đấy thì nó sẽ tăng cường cái ý chí nhàm chán, ni tham và ý chí đi đến niết bàn, chấm dứt khổ đau. Con thưa sư, con xin có câu hỏi của hành giả Kiên Tâm ạ. Con kính thưa sư, đạo làm người là thế nào mà ông bà, cha mẹ và nhiều người đem đạo làm người so sánh với đạo Phật ạ? Con xin cảm ơn sư ạ. Đạo làm người với so sánh với đạo làm người, tức là một cái người mà sống ở cái đời sống thế gian, giống như một cái người cư sĩ tại gia mà nó sống làm sao cho nó phải đạo với ông bà cha mẹ, thì tức là cái người đấy sống có đạo đức, sống có cái đạo hiếu thảo với lại cha mẹ, có cái đạo đức phụ giúp ông bà, những cái người thân bằng quyến thuộc của mình, sống nó phù hợp với lại những cái thuần phong, những cái tục lệ, những cái đạo đức ở thế gian. Thì cái đấy nó là cái đạo làm người, thì nó còn tùy theo từng cái văn hóa, là cái gọi là cái pháp chế định mà. Mỗi ở một nơi nó có những cái văn hóa khác nhau, mỗi một cái quốc độ, mỗi một cái dân tộc nó có những cái quy định khác nhau, nó có những cái văn hóa khác nhau, có những cái tục lệ truyền thống khác nhau. Nhưng mà một cái người nào mình sống ở đâu mà được mọi người khen, người đấy là cái người hiếu thảo, là cái người có đạo đức, thì là cái người đấy đã trọn vẹn cái đạo làm người. Còn mình sống ở đâu mà bị người ta chửi mắng, người ta chê bai, người ta bắt mình đi tù tội, thì cái người đấy là cái người đã thất bại trong cái đạo đó thôi. Thì cái đạo này là cái đạo chế định thôi, có thể là tốt, cũng có thể là không tốt. Có những cái người sống tốt nhưng nó lại không phù hợp với cái văn hóa ở đấy. Có những cái văn hóa ở đấy là cái văn hóa xấu, nhưng cái người đấy sống tốt thì vẫn bị người ta chê. Có những người mà xấu nhưng mà vẫn có khi vẫn được người ta khen. Những người sống không có tốt đâu, biết vẫn làm những cái việc xấu ác bất thiện, nhưng mà có khi nó phù hợp, biết làm hài lòng người khác, người ta vẫn khen. Vậy cái đạo làm người là cái đạo không có, tức là một cái đạo mà do con người ta đặt ra mà thôi, nó không có một cái tiêu chuẩn chính thức nào cả để nói rằng cái người đấy đã chứng đắc được cái đạo làm người. Không có một cái mức độ nào để nó gọi là cái sự thành tựu hay là cái sự chứng đạt, chứng đắc, chứng ngộ cái đạo làm người hết. Mà cái đạo làm người nó chỉ là một cái quy định, một cái pháp
tương đối, một cái pháp giả tạo ở thế gian, tùy theo quan niệm, tùy theo nhận định của mỗi người khác nhau, thì cái đạo nằm người nó bất thường. Như còn đạo Phật thì là cái đạo giải thoát khỏi cái, tức là cái đạo đưa đến cái sự giác ngộ chân lý, giác ngộ ra các sự thật, là cái đạo để đến khi nào đạt được cái tâm bất động, cái tâm không động không sầu, đạt được cái tâm không còn phiền não, đạt được cái không còn một chút nậu hoặc nào, thì đấy là đạo Phật. Khi đạo đạo Phật thì có sự chứng đắc, có sự thành tị, có sự chứng ngộ, chứng đạt, chứng đắc, có mức độ thấp đến cao, và có cái sự rõ ràng, có cái chuẩn mực rõ ràng, và tứ thánh đạo, tứ thánh quả, đây là tứ thánh đạo, thánh quả sa môn đấy, đấy là đạo Phật. Còn ngoài đạo Phật không có bốn cái đạo sa môn đấy, bốn cái sa môn pháp ấy là đạo Phật, chứng đắc tứ thánh đạo, thánh quả. Còn đạo làm người thì không có những cái sự, cái đạo quả đó. Con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả tìm về chân như ạ. Con kính bạch sư ạ, con thưa sư ạ, xin sư từ bi cho con biết về một người cư sĩ có nên tìm hiểu để biết về giới luật của một vị tỳ khưu không ạ? Con cảm ơn sư ạ. Có nên tìm hiểu, có nên biết giới luật tỳ khưu, không có ngăn cấm bất cứ một ai tìm hiểu hết, ai cũng có thể tìm hiểu được hết. Thì mình có thể thỉnh những cái một cái bộ luật tạng ấy về mà nghiên cứu thì sẽ hiểu hết về giới luật tỳ kheo. Điều đó không 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 có cấm một ai nhé, được phép nghiên cứu, được phép học hỏi, được phép biết và thọ trì. Kể cả mình không phải là người xuất gia mà mình có thể áp dụng thọ trì những cái giới luật đấy như một người xuất gia vẫn được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Đức Mạnh. Bạch sư, xin sư cho con hỏi, tại sao các bài pháp Đức Phật giảng ở trong kinh điển Dikaya lại khó hiểu, và ta phải học vi diệu pháp hay thanh tịnh đạo mới có thể hiểu hết các bài pháp đó? Sao Đức Phật không giảng giải chi tiết về để các tỳ kheo hay cư sĩ có thể hiểu rốt ráo? Vì hầu hết người chỉ đọc kinh điển thì không thể hiểu hết ý nghĩa của bài pháp đó ạ. Con xin tri ân sư ạ. Đức Phật giảng một cái bài pháp đấy có khi là cho một người nghe, có khi là cho một nhóm 2, 3, 4 người, có khi là giảng một cái bài pháp đấy cho một hội chúng, mà trong hội chúng đấy là những người tại gia. Có khi là cái trong cái hội chúng đấy là người ngoại đạo, có khi trong cái hội chúng đấy là người xuất gia. Có khi cái bài pháp đấy Đức Phật giảng cho các vị chư thiên, thì mỗi một cái người có cái tâm tánh khác nhau, có cái căn cơ, có cái trình độ, có cái sự nhận biết, có cái sự hiểu biết khác nhau, nên Đức Phật phải thuyết giảng theo những cái văn tự khác nhau, theo cái nội dung, theo một cái pháp cái cao thấp khác nhau. Có những cái bài pháp thì Đức Phật giảng để cho cái người đấy có thể giác ngộ được chân lý ngay trong khi nghe pháp. Cũng có những cái bài pháp Đức Phật thì giảng để cho người đó phân biệt được thiện ác chánh tà. Có những cái bài pháp để đả phá những cái tà kiến, để cho vị đó có được phát khởi được cái chánh kiến. Có thể có những bài pháp để Đức Phật phát khởi, làm cho vị đó phát khởi được cái niềm tin. Thì nó tùy theo cái căn cơ, tùy theo căn tánh khác nhau, nên Đức Phật thuyết giảng những bài pháp khác nhau. Cho nên có những cái bài pháp thì Đức Phật nói những cái pháp rất là bình thường. Ví dụ như cái bài kinh ví dụ nói cây thì Đức Phật cũng chỉ nói nó ở cái mức độ mình hiểu, cái mức độ bình thường thì nó bình thường, mình mà phân tích chi tiết ra thì nó là chi tiết. Hay là có những cái bài kinh thì Đức Phật sẽ nói đến những cái pháp thâm sâu hơn. Hay là có những bài kinh thì Đức Phật thuyết một cách chi tiết, mở rộng về một khía cạnh nào đấy, về một cái pháp về tứ đại. Hoặc là có những cái bài kinh Đức Phật nói chi tiết về cái thọ, có những bài kinh thì nói chi tiết về cái tưởng, về cái hành hay về cái thức. Nhưng cũng có những bài kinh thì Đức Phật nói tóm gọn tất cả các cái pháp lại với nhau, như kinh Đại Niệm Xứ.
thì nói rất là nhiều pháp môn khác nhau, và rất nhiều những cái pháp môn tu tập đi đến niết bàn khác nhau. Bởi vì tùy theo từng người như vậy mà thuyết những cái bài pháp nó có sự khác nhau như vậy. Nhưng mà đa số là thời Đức Phật thì Đức Phật thuyết pháp thường xuyên, thuyết pháp liên tục, thuyết pháp hàng ngày. Những cái người mà thường xuyên theo Đức Phật, các nhất là đôi khi mà thuyết pháp cho các vị tỳ kheo, thì Đức Phật biết rằng hôm ta đã giảng cái phần này chi tiết rồi, thì bây giờ thì trong cái bài này thì lại phải giảng một cách vắn tắt đi. Thì vì vậy nên là các vị ấy đã có được cái trình độ ở cái mức bậc thường, bậc trung hay bậc thượng rồi, thì Đức Phật sẽ phải tùy theo cái tâm tánh đó mà thuyết giảng ở cái mức độ vắn tắt hoặc chi tiết khác nhau. Vì một cái thời pháp ở thời Đức Phật cũng giống như cái thời gian ở hiện tại này, thì Ngài cũng chỉ thuyết một cái thời pháp đó có thể là ngắn, trong vòng 15 phút, 30 phút hay 1 tiếng, 2 tiếng thôi. Rồi đến cái giờ đi ăn thì cũng phải dừng lại để đi ăn, cái giờ đi nghỉ thì cũng phải dừng lại để đi nghỉ. Cái khả năng con người ta có thể ngồi thuyết nghe pháp nó chỉ có giới hạn thôi, trong 1 tiếng, 2 tiếng thôi, chứ người ta không có thể ngồi triền miên từ ngày này sang người khác như các vị chư thiên ở cõi trời được. Nhưng khi Đức Phật lên cõi trời đau nợ để thuyết pháp, Đức Phật thuyết trong 3 tháng ở trên cõi trời, là 3 tháng ở nhân gian, nhưng mà với cõi trời nó chỉ là một thời thôi, nó chỉ là 1 tiếng, 2 tiếng thôi. Cho nên các vị chư thiên, các vị ngồi, vị nghe liên tục liền mạch được. Cho nên ở trong vi diệu pháp, Đức Phật mới có thể thuyết giảng một cách chi tiết cặn kẽ về các cái pháp chân đế được. Vậy nên là ở trong vi diệu pháp thì mới diễn tả một cách bài bản chi tiết về những cái pháp, về tâm tâm sở ấy, về những cái pháp chân đế khác nhau. Còn ở trong những cái bài kinh thì Đức Phật ít khi nói về những pháp chân đế, mà hay nói về những cái pháp chế định nhiều hơn. Mà khi nói về những pháp chân đế thì Ngài chỉ nói một cách sơ vắn tắt thôi, bởi vì khi mà phân tích những cái pháp chân đế đấy ra thì quá mất thời gian, quá lâu, không có đủ thời gian để mà phân tích chi tiết trong một cái thời kinh ngắn được. Nhưng lý do vì vậy nên là Đức Phật không thể nào mà thuyết pháp trong bài kinh nào cũng diễn tả chi tiết được, mà có những bài kinh phải vắn tắt, có những bài kinh thì chi tiết. Còn trong những cái bộ luận về sau này, như luận Thanh Tịnh Đạo hay là các cái bộ luận khác, thì các cái vị luận sư là những người đã học thuộc lòng những cái Tam Tạng kinh điển rồi, thì các vị ấy cô đọng lại những cái lời của Đức Phật, các vị ấy xúc tích lại là trong cái nói về giới này, là Đức Phật nói trong rất nhiều bài kinh rồi, vị đấy mới sắp xếp lại, tức là soạn thảo lại tất cả những cái gì nói liên quan đến giới thì được gọi là giới thanh tịnh. Tất cả những gì liên quan đến các cái pháp hành thiền, những 40 pháp thực hành thiền định, thì Đức Phật phải nói ở trong rải rác trong nhiều bài kinh. Nhưng mà khi mà các cái vị viết ra những cái bộ luận đấy thì các vị ấy có thời gian để sắp xếp lại, thì các vị ấy có thể ngồi viết lại. Thì những cái phần này liên quan đến 40 đề mục thiền định này, 16 tầng thiền tuệ cũng vậy. Đức Phật trong một thời pháp không thể diễn tả hết cả 16 tầng thiền tuệ được, nhưng Đức Phật đã diễn tả ở nhiều bài kinh rải rác khác nhau. Thì bây giờ trong luận thì các vị ngồi viết luận thì các vị có thể sắp xếp lại. Vì khi mà soạn ra một cái bộ luận thì cái vị luận sư đấy có thời gian không giới hạn, vị ấy có thể ngồi 1 ngày, 1 tháng, 1 năm, nhiều năm để hoàn thành một cái bộ luận đó, thì vị ấy muốn viết bao nhiêu cũng được. Cho nên là cái bộ luận là những cái luận để xúc tích nặng những cái lời dạy của Đức Phật về một cái vấn đề nào đấy. Cho nên là khi người ta học ở trong những bộ luận đấy, người ta nhanh chóng nắm bắt được cái cốt yếu, cái nội dung quan trọng của các bài kinh khác nhau. Cho nên là nhiều người không có thời gian để học chi tiết tất cả các bài kinh, thì học muốn học một cách nhanh chóng, vắn tắt, gọn gàng, ngắn gọn, thì vị đấy sẽ học ở trong các bộ luận đấy cũng được. Còn nếu như một người nào mà có thời gian thì vị ấy sẽ học tuần tự lần lượt tất cả những bài kinh của Đức Phật, thì vị ấy cũng sẽ có được cái hiểu tổng quát về những cái một vấn đề nào vị đó muốn chuyên sâu, hoặc là vị đó học trên cái bài luận đó thì vị đó sẽ học thẳng vào những cái vấn đề mà
chuyên sâu thì đều được cả. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Pháp Tín. Con xin kính đảnh lễ sư, con có câu hỏi về sự phá thai, phá phôi thai. Khi trứng và tinh trùng gặp nhau, tạo thành một hợp tử, phôi thai, thì tại thời điểm đó phôi thai đã có thức chưa ạ? Và có được coi là người không ạ? Và nếu cha mẹ đi hút thai hoặc bỏ các phôi thai, khi phôi thai được 2 đến 3 ngày, thì có phạm giới sát sinh không ạ? Nếu có thì quả nghiệp sát sinh phôi thai này là gì và họ cần làm gì để giảm bớt quả xấu nếu có trong tương lai ạ? Con xin kính tri ân sư ạ. Nếu mà một cái phôi thai nó hình thành thì nó phải có ba yếu tố như vậy. Một là tinh cha, hai là tinh cái bào thai của người mẹ, ba là có thức, có cái thức tái sinh. Tức là ba cái đấy cùng một thời điểm thì cái bào thai đó mới hình thành. Ví dụ như có những người, người ta không sinh được con, là người ta bị những cái nghiệp nó ngăn che, mặc dù người đó không có những cái bệnh lý gì về thân cả, nhưng mà vị đấy luôn có cái nghiệp là có cái sự ngăn che, là vì đó không có cái thức nào nó đến đầu thai thì cái bào thai đó không hình thành. Vậy khi mà một cái bào thai có hình thành là đã có một chúng sinh tái sinh vào trong đấy rồi. Vậy thì dù là một ngày hay hai ngày hay ba ngày đi trong nữa thì lúc đấy nó đã là một chúng sinh rồi, mặc dù nó chưa đầy đủ. Và cái chưa đầy đủ là một cái chúng sinh có 6 căn, 6 trần, 6 thức, nhưng mà lúc đấy nó đã có được 5 uẩn. Ở cái thời điểm tục sinh đấy, nó đã có sắc, sắc trái tim nó đã có rồi, nó đã có thọ, có tưởng, có hành và có thức. Thì lúc đấy nó đã có đầy đủ cái thân 5 uẩn. Chỉ có cái là về cái mắt tai mũi lưỡi ân ý thì nó sẽ hình thành dần dần về sau, những cái tuần về sau nó mới hình thành dần dần những cái giác quan đó. Thì lúc đấy nó cũng được gọi là một chúng sinh, mặc dù cái chúng sinh nó rất là còn mong manh, non nớt, dễ bị tổn thương. Nhưng nếu như một người phá thai vẫn phạm giới sát sinh chứ không phải không phạm giới, thì vẫn là có tội chứ không phải không có tội. Vì đó phải sám hối cái tội lỗi đấy, vì đó phải làm những cái việc phước thiện, vì đó cần phải thọ trì tam quy, phải thọ trì những cái giới và tu tâm và học đạo để đi đến, phải chứng đắc được các cái đạo quả giác ngộ ấy, thì nó mới cắt đứt được cái nghiệp đấy. Còn nếu như là mình chưa, ngày nào mà chưa chứng được các cái đạo quả siêu thế thì cái nghiệp đấy nó sẽ đeo đuổi đi theo, và một lúc nào đó mình sẽ phải trả cái quả báo của cái nghiệp đó, và mình sẽ phải thọ một cái nỗi khổ đau. Như là sau này mình đi đầu thai kiếp sau mình cũng sẽ bị người ta đạo hút phá ra, rồi mình có thể bị nhiều lần gieo nhân, một nhân nó sẽ cho ra nhiều quả, hoặc là vì đó sinh ra đời, vì đó sẽ bị cắt ngang mạng sống, vì đó sẽ mắc một cái dịch bệnh nào đó mà chết. Đấy cũng là cái quả báo của nghiệp phá thai đó, rất nhiều những cái nghiệp khác nữa. Thì vì đó cần phải tu tập nhiều thì những cái nghiệp này nó bớt đi. Còn nếu mà không làm phước, không tu tập thì vì đó sẽ liên tục thọ những cái quả bất hạnh đó. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Ngọc Hà. Dạ, con xin thành kính đảnh lễ sư. Dạ, thưa sư cho con hỏi từ Okasa trong bài sám hối được đọc 3 lần có ý nghĩa là gì ạ? Okasa, Okasa là sám hối. Okasa cũng là sám hối thôi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Ngọc Hà. Dạ, con thưa sư, con có đọc được một cuốn sách nhỏ được ấn tống có tên là Không thể và có thể. Trong đó có viết về Chin Tá, Má Giá, Pa Ná là trí tuệ sanh khởi nhờ những suy nghĩ hoàn toàn không dựa vào việc lắng nghe, hay còn gọi là tư tuệ, và chỉ có các vị Bồ Tát và các vị Phật độc giác mới có tư tuệ này, còn những người bình thường thì không thể có được, ngay cả Ngài Xá Lợi Phất cũng không. Dạ, thưa sư, trước đây con có nghe giảng từ các sư rằng phàm nhân đang tu tập theo con đường của Đức Phật dạy thì cần có văn tuệ và tư tuệ. Vậy tư tuệ này có khác gì với chín tá Mayapana? Con xin kính mong sư giảng lại cho con được hiểu rõ hơn về ba loại trí tuệ này ạ. Con xin thành kính tri ân sư ạ. Không hiểu rõ lắm về cái câu hỏi đấy. Nhưng mà trí tuệ
của một cái người bình thường mà tu tập đến những cái pháp thiền tuệ, thì vị đấy cũng có những cái trí tuệ thuộc về tuệ hiệp thế, rồi cái một cái vị thành tựu được cái tuệ thuộc về siêu thế. Thì cái mức độ trí tuệ nó khác nhau giữa những cái đạo quả, hay là giữa cái sự chứng đắc các cái đạo quả khác nhau. Như là một cái bậc thanh văn thường, một cái bậc đại thanh văn hay thượng thủ thanh văn, thì cái mức độ trí tuệ nó có cao thấp khác nhau. Còn Đức Phật thì có cái trí tuệ toàn giác trí, thì cái mức trí tuệ đấy nó khác nhau. Còn cái sự phân chia ra nói rằng Bồ Tát với này, người thường hay là Phật độc giác thì mới có cái trí tuệ đấy, thì cái trí tuệ đấy thì không 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 có rõ ràng, không có cái kinh điển nào nói. Còn ở trong những cái luận thuyết muốn diễn tả theo những cái cách khác nhau, nếu bây giờ mà nói đến đọc sách thì mà đưa ra mà bàn luận thì nó vô vàn vô số cái tư tưởng bàn luận khác nhau. Thì tốt nhất là trên cái con đường tu tập mình không nên bận tâm đến những cái bàn luận đó, không cần phải bàn luận đến cái chuyện đó, mà mình nên để tâm tu tập để phát triển cái trí tuệ của mình thôi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo. Dạ, con thưa sư, trong lúc thực tập, con gặp trạng thái này. Khoảng 2 tiếng rưỡi khi chánh niệm theo dõi hơi thở và thấy chỗ con mắt thứ ba, giữa hai chân mày phát ra ánh sáng, giống như nhìn vào mặt trời chiếu sáng lóa mắt. Vẫn theo lời dạy, con tiếp tục theo dõi hơi thở ở mũi và không chú ý vào ánh sáng ấy, thì được vài giây, ánh sáng ấy ngụ tại mũi dưới. Hình thức giống như một đám bông gòn trắng tinh và sạch sẽ, nhưng không còn lóa mắt, như nhìn vào mặt trời mà tỏa sáng ra ánh sáng dịu dàng hơn. Đồng thời con thấy toàn thân mình được phủ một luồng ánh sáng tinh khôi, trong sạch, thanh tịnh. Lúc này hơi thở vẫn hiện diện một cách chánh niệm nhất tâm an lạc, hoan hỷ, thanh tịnh. Xin hỏi thầy, ánh sáng toàn thân có phải là ý môn không ạ? Có phải con đạt được sơ thiền, con phải làm gì tiếp theo? Kính xin thầy từ bi hoan hỷ chỉ dạy ạ. Khi mà mình chú tâm trên bất cứ một cái đối tượng gì thì cái tâm của mình nó chỉ cần nắng tâm nó trên một cái đối tượng đấy thì nó cũng đều phát ra cái ánh sáng như vậy. Ánh sáng đấy nó chỉ cần tĩnh tâm một chút thôi, nó đều có. Chú vào hơi thở nó cũng có. Mình chú vào bất cứ một cái màu sắc gì đấy, đen vàng đỏ trắng, chú vào đất, chú vào nước, chú vào lửa, chú vào gió, nó đều phát sinh ra cái ánh sáng đấy hết. Thì cái ánh sáng ấy nó là cái tâm của mình thôi, mình hướng tâm đến đâu thì nó sẽ sáng ở đấy. Mình để tâm ở mắt thì nó sáng ở mắt, để tâm ở mũi nó sáng ở mũi, để tâm ở tai thì nó sáng ở tai, để tâm ở đầu thì nó sáng ở đầu, để tâm khắp toàn thân thì nó sáng khắp toàn thân. Nếu như mình để tâm ở khắp một cái ngôi nhà thì nó sáng khắp cả cái ngôi nhà. Mình mở rộng tâm ra khắp thế giới thì nó sáng khắp cả thế giới. Thì cái đấy nó là tâm mình mà, cái tâm mình nó sáng lên chứ nó chẳng phải là con mắt thứ ba đâu. Nên là bỏ cái khái niệm là con mắt thứ ba đi. Và cũng đừng nghĩ rằng như thế đã đạt được sơ thiền. À, như thế chưa đạt được cái gì cả. Mà cũng có được một chút định tâm thôi, nó chỉ là cái ánh sáng do cái tâm nó có một chút định tĩnh nó phát sinh ra. Nhưng nếu như mình cứ dẫn nó đi điểm này điểm khác hay là chỗ này chỗ khác như vậy thì nó chỉ thêm loạn tâm thôi, nó chẳng mang lại cái lợi ích gì. Muốn vào được sơ thiền thì phải công phu rất lâu dài nữa, mình vẫn phải chú trên hơi thở ấy, cho cái ánh sáng nó hòa nhập với hơi thở, rồi mình phải thấy được cái tự tướng, cái ánh sáng nó phát sinh ra từ hơi thở cùng với cái ánh sáng do tâm sinh, nó hòa nhập với nhau, nó có thể duy trì liên tục nhiều giờ, nhiều tiếng, nhiều ngày, một thời gian dài, rồi mình mới có thể chú tâm trên cái tự tướng. Cái nimitta là cái ánh sáng của cái hơi thở ở trên trước mắt này. Đấy, cái ánh sáng của ý môn thì cái đấy là đúng, nó là ánh sáng ý môn, nhưng nó phải hòa hợp với cái ánh sáng của cái tự tướng hơi thở nữa thì nó mới vào được sơ thiền. Vậy thì từ cái giai đoạn đấy phải thực hành, thứ nhất là thành cho đúng, hành cho miên mật chuyên cần, và phải thực hành cho đến khi nó đạt đến sơ thiền thì vẫn còn rất dài, vẫn còn rất là lâu. Ở cái mức độ đấy chưa chưa vào được tí thiền nào nha, đừng có nghĩ rằng đã đạt đến sơ thiền gì hết. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Pháp Tín ạ. Con xin kính đảnh lễ sư ạ. Con thấy mọi người thường cúng nhang, đèn, hoa, nước tới Tam Bảo và nói rằng cúng dường những vật đó có nhiều phước báu. Ví dụ như cúng dường hoa sẽ được xinh đẹp, cúng dường đèn sẽ được mắt sáng,
hoặc có trí tuệ, nhưng con chưa tìm được bản kinh nào nói về các phước báu này, mà chỉ có các chuyện Đức Phật kể lại như người làm vườn trong cung điện đã cúng đường hoa tới Đức Phật, chàng trai cúng đường đèn quanh cây Bồ đề vào thời Đức Phật Padumuttala. Vì vậy, xin sư chỉ dạy giúp con điều mọi người nói về các phước báu trên có đúng không ạ? Hay tất cả các vật phẩm khi được cúng dường tới Tam Bảo với tâm thành kính thì con đều nhận được phước báu của tâm cung kính ạ? Con xin kính tri ân sư ạ. Cái này nó những cái vật cúng dường ấy nó là cái duyên để cho mình hướng đến, mình hướng đến cái quả báo. Như như là mình cúng dường hoa, nhưng mà mình hướng đến vì mình nghĩ rằng hoa đẹp, rồi mình cũng hướng đến mong rằng sau này con được cái phước đẹp như hoa, thì đó là cái duyên để mình hướng đến. Nhưng nếu như mình cúng dường hoa đấy, mình khởi lên cái tâm là mong rằng sau này con có mắt sáng thì nó vẫn thành tựu được mắt sáng. Mình cúng dường hoa, mình khởi lên cái hướng là mong rằng sau này con khỏe như nực sĩ thì nó vẫn khỏe như nực sĩ. Mình cúng dường hoa đấy, mình khởi lên cái ước là mong rằng sau này con được sống lâu thì nó vẫn là cái duyên để sống lâu. Vậy thì nó là chẳng qua nó là cái hướng tâm của mình thôi. Một cái người cúng dường hương đèn nến hay là vật thực cũng vậy, người đấy hướng tâm đến cái gì thì nó vẫn thành tựu cái đấy, chứ không phải là cố định là cái vật này nó mới thành tựu cái quả này. Một cái vật đấy nó có thể thành tựu nhiều quả báo khác nhau, cái phước của mình nó đi theo cái khuynh hướng tâm, mình mong cầu gì thì nó thành cái đó. Như là một người có tiền ở trong túi, nhưng có người thì mua cái này, có người mua kia, người có tiền thì nghĩ đi mua xe, có người tôi cũng đồng tiền đấy người ta mua quần áo, cũng đồng tiền đấy người ta đi mua nhà cửa, cũng đồng tiền đấy người ta đi mua bất cứ cái gì người ta muốn cũng vậy, cũng cái phước đấy. Nhưng mà mình muốn đẹp thì nó đẹp, cái phước đấy mình muốn sống lâu thì được sống lâu, phước đấy mình muốn chứng niết bàn thì hỗ trợ cho mình đi đến niết bàn đấy. Vậy thì nó là cái tâm hướng của mình, chứ không phải là do cái vật mình cúng dường đấy mà nó cho ra quả như vậy. Dạ, con kính thưa sư ạ, mình đã trả lời được trên 30 câu hỏi ạ. Hiện nay vẫn còn có 3 câu hỏi từ hành giả Hạnh Tuệ ạ. Mình có... Có, con này cho dạ. hết 3 câu. Dạ. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Hạnh Tuệ ạ. Con xin đảnh lễ sư ạ. Kính bạch sư cho con hỏi. Hàng ngày con tụng kinh, con tụng hộ kinh châu báu của chùa mình có một câu là Thánh Tám Vị Bốn Đôi và Định Thù Liệu. Hai từ này có ý nghĩa là gì ạ? Con không hiểu, xin sư từ bi chỉ dạy ạ. Thánh tám vị bốn đôi ở đây có nghĩa là một bậc thánh có bốn đạo bốn quả, tức là trước khi mà chứng được sơ quả thì vị đó phải trải qua sơ đạo, tức là cái tâm đạo nó khởi lên, nó đoạn trừ cái phiền não thân kiến rồi nghi giới cấm thủ đấy, thì vị đó mới chứng được sơ quả. Thì cái tâm đạo nó khác, còn tâm quả nó khác, cho nên mấy vị gọi đó là sơ đạo sơ quả, nhị đạo nhị quả cũng vậy. Khi vị đó chứng đến sơ quả thì nó có trải qua cái tâm 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 đạo nó sinh lên trước, tâm quả sinh lên sau, tam đạo cũng thế. Cho nên là gọi là thánh tám vị bốn đôi, tức là tám vị là bốn, tám cái quả trứng đó, bốn đôi là bốn đôi tám chúng như vậy đó. Thì đấy là nói tóm tắt lại là tám bốn đôi đấy. Định thủ diệu trong sạch, định thủ diệu ở đây là muốn nói là trong cái tâm định là nó sẽ đạt được những cái điều rất là thù thắng. Thủ thắng ở đây là cái tâm đó nó sẽ trở nên nhu nhuyễn, thuần tịnh, trong sáng, vững chắc, bất động. Cho nên với cái tâm định tĩnh, thuần tịnh ấy, vị ấy có thể hướng về các đời sống quá khứ. Vị ấy có thể hướng đến sự sinh tử trí của các chúng sinh. Với cái định thù diệu ấy, vị ấy có thể có được tha tâm thông, có được thiên nhĩ thông, có được thần túc thông. Cho nên được gọi là những cái năng lực về thiền định đấy rất là thù thắng. Nó vượt khỏi những cái tâm lý của cái người thường tình. Cho nên những cái pháp về thiền định cũng được gọi là thù thắng, phù diệu, là vi diệu như vậy, không thể nghĩ bàn. Nên được Đức Phật tán thán là như vậy. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Hạnh Tuệ ạ. Dạ, con thưa sư, trong hộ kinh châu báu, tôn giả Ananda với từ tâm vô lượng đã chỉ tụng cả ba canh hộ kinh châu báu quanh thành Vesali. Con muốn hỏi là nguyên nhân tại sao Ngài lại làm vậy? Có phải thành Vesali đang bị nạn đói nên Ngài mới tụng hộ kinh này không ạ? Con xin sư tử bi chỉ dạy cho con ạ. Lúc bấy giờ bên thành Vesali có ba cái nạn. Một là dịch bệnh. Dịch bệnh giống như là dịch COVID của mình. Rất nhiều người chết nên na. Thứ hai là
từ dịch bệnh đấy sinh ra cái nạn đói và nạn phi nhân. Khi mà người chết rất là nhiều thì phi nhân đến ăn xác chết, và dân chúng lại thêm một cái dịch nữa bị phi nhân quấy nhiễu, và cũng từ cái phi nhân và dịch bệnh đấy làm cho mất mùa, cho nên là bị đói một lúc, bị ba cái nạn liền. Đấy là cái thành Wesani. Thì lúc đấy có những vị đại thần đã yêu cầu, và cái vị vua ở cái thành Wesani đấy là đi sang thỉnh mời Đức Phật, mặc dù các vị đã tổ chức các tế lễ hết rồi không thành tựu, thì thỉnh mời Đức Phật đến để giải thoát khỏi cái dịch bệnh đấy, năng lực của một vị Phật. Thì khi Đức Phật đến nơi thì các chư thiên, các vị Phật thiên cũng đã đi theo và biết được cái tâm hướng của Đức Phật là muốn đến để giúp cho cái nơi đấy thoát khỏi dịch bệnh. Cho nên là khi đến nơi thì chư thiên những cái trận mưa để trút sạch những cái xác thối ở cái thành đấy, làm cho cái thành đó thanh tịnh để nơi Đức Phật đi vào không bị ô uế. Rồi Đức Phật mới dạy ngài Ananda quán tưởng đến những cái ba la mật của Phật và những cái ân đức của Phật Pháp Tăng, rồi sau đó đi quanh cái thành Vesani đó và tụng cái bài kinh Châu Báu đó để ca ngợi cái ân đức của Tam Bảo đó. Thì khi đi đến đâu thì các cái hàng phi nhân còn ẩn trốn ở những cái nơi đấy, và hay là đi đến đâu các vị chư thiên và các vị phạm thiên đều đi đến đấy, làm cho các phi nhân người ta sợ hãi, người ta tán loạn và người ta bỏ chạy hết, thì khiến cho cái nơi đấy thoát khỏi cái nạn phi nhân. Và sau khi mà tụng những cái bài kinh Châu Báu đấy, rồi Đức Phật thuyết giảng ý nghĩa của bài kinh Châu Báu đó một tuần ở đấy, thì cái nơi đấy tiêu tan hết dịch bệnh. Vì cái bài kinh Châu Báu ấy nói nên những cái lời chân thật về ân Phật Pháp Tăng, với cái tâm mong muốn cho tất cả mọi loài ở đây được an vui hạnh phúc. Thì do cái uy lực của Đức Phật, uy lực của Pháp, uy lực của Tăng, uy lực của cái bài kinh Châu Báu đó và cái thành Vesani đó đã thoát khỏi ba cái nạn đó, dịch bệnh, nạn phi nhân và nạn đói đều được tiêu trừ sau khi Đức Phật đến cái thành Vesani đó. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là Hạnh Tuệ ạ. Dạ, con bạch sư, tại sao Đức Phật quy định y phục của người xuất gia lại là hở vai bên phải, mà không phải là bên trái hay hở vai, hay là không hở vai ạ? Con xin tri ân sư ạ. Khi mà hở vai thì Đức Phật chỉ quy định là một vị tỳ kheo thì khi mặc y, thì Đức Phật chỉ diễn tả đến cái tấm y nó chỉ là một cái mảnh vải vuông bán tượng trưng cho ruộng phước điền. Khi mà vị đó ở trong chùa thì vị đó sẽ mặc y hở vai thì được, nhưng mà khi vị đó đi vào trong làng, khi đi khất thực thì vị đó phải trùm kín vai chứ không được hở vai. Nhưng khi vị đó đảnh lễ Phật hay là vị đó đảnh lễ những cái vị tỳ kheo nhỏ, đảnh lễ những vị tỳ kheo lớn hơn, thì khi đảnh lễ ấy vị đó phải để hở vai, để hở một bên vai và đảnh lễ mới là cái tâm thành kính. Còn hở vai bên hữu hay bên phải thì cái này nó chẳng liên quan gì đến một cái pháp, nó không liên quan gì đến đến một cái pháp tu tập nào cả, mà đấy chỉ là một cái sinh hoạt bình thường. Tức là một cái người thế gian thì mặc quần áo của một người thế gian, còn người tu đạo thì có cái y phục, có cái pháp phục của người tu tập thôi, chứ cái này nó không có cái ý nghĩa gì liên quan đến cái đạo tu tập giải thoát hết. Không, nên là Đức Phật cũng không có giải thích về cái vấn đề đó, mà đó chỉ là một cái trang phục của người tu tập là như thế thôi. Dạ, con thưa sư ạ, có một hành giả có đặt câu hỏi ở trên Zoom ạ, có hỏi về ngày thọ bát quan trai và vào buổi chiều tối uống sữa hay mật ong thì có phạm giới không ạ? À, buổi chiều tối uống sữa mật ong. Nếu như mà thọ bát quan trai mà giữ đúng giới luật ra thì được uống mật ong nhưng không được uống sữa, có thể là được
uống về nước ép trái cây, tức là trái cây ép ra thành nước mà phải lọc hết xác đi, mình không phải nhai mà chỉ uống thôi, là được uống trái cây, uống nước mật ong, nước đường, bơ nọc, dầu mè, được uống năm cái đấy thì không phạm giới. Chứ nếu mà uống sữa thì cũng không 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 còn được thanh tịnh với cái giới ăn phi thời. Sữa cũng giống như là một cái thức ăn vật cứng vật mềm rồi, nên là uống sữa thì không còn thanh tịnh lắm về cái giới đó, nên là chỉ uống nước trái cây, nước ép trái cây, nước mật ong thì được. Dạ, con kính bạch sư ạ, đã hết toàn bộ tất cả các câu hỏi được gửi qua các kênh ạ. Kết thúc buổi giảng hôm nay, mọi người hồi hướng. Idam me bunyam asawa kazam vaham hotu. Idam me bunyam nibbanasa vajajo hotu. Mama bunya bagam sabasatadam pachemi tesabe medamam punya bagam Nabandu, sadu, sadu, sadu.